Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Ngôi nhà ông Huỳnh Tịnh 71 tuổi, chồng của nạn nhân Phạm Thị B trên đường Cô Bắc, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng có đông người tới chia buồn và giúp gia đình lo hậu sự. Ông Huỳnh Tịnh kể, mấy hôm trước bà B nói bà dự định đi Hải Phòng, Quảng Ninh nhưng ông Tịnh cản không cho đi vì lo vợ lớn tuổi đi xa không an toàn. Ông Tịnh nghẹn ngào, nhưng bà ấy nói chưa biết Hải Phòng, Quảng Ninh nên đi một lần cho biết rồi về nghỉ ngơi. Sợ sau này càng già yếu không đủ sức đi nữa, dứa rồi đi luôn. Bà Phạm Thị B là một trong năm nạn nhân trong vụ rơi trực thăng trên Vịnh Hạ Long vào chiều 5 tháng 4. Ông Huỳnh Tịnh kể thêm, bà B thân thiết với gia đình ông Hồ Tá Lực cũng là nạn nhân trong vụ rơi trực thăng nên hay đi chơi du lịch cùng nhau. Không ngờ lần này đi lại trở thành chuyến đi cuối cùng. Ông Tịnh kể thêm, đêm 5 tháng 4, mấy đứa con và họ hàng đã hay tin, nhưng mọi người giấu không cho tôi biết. Họ sợ tôi không chịu đựng nổi. Tới sáng 6 tháng 4, mọi người mới nói bà ấy mất rồi. Tôi vẫn không tin vợ mình ra đi đau đớn vậy. Hai người con của ông Tịnh đã ra Quảng Ninh để đưa thi thể của mẹ về. Hôm qua ngày 7 tháng 4, xe cứu thương đưa thi thể 3 trong số 4 du khách Đà Nẵng gặp nạn trong vụ rơi trực thăng Bell 505 ở Hải Phòng về đến Đà Nẵng. Theo đó, lúc 11:40, xe cứu thương đưa thi thể ông Hồ Tá Lực, 59 tuổi, bà Hồ Thị Oanh, 51 tuổi, em gái ông Lực, được đưa về nhà ở địa chỉ số 422, đường Tôn Đản, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Một người thân của bà Hồ Thị Oanh cho biết, theo nguyện vọng gia đình, thi thể sau khi tìm được của bà đã đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh để mang cho cốt về quê an táng. Cùng thời gian này, xe cứu thương khác cũng đưa thi thể bà Phạm Thị B, 65 tuổi, trú quận Hải Châu, về nhà ở đường Cô Bắc. Lực lượng chức năng làm thủ tục bàn giao cho gia đình để lo hậu sự dưới sự chứng kiến của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương. Các nạn nhân được Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng trực tiếp phụ trách đưa từ Quảng Ninh về Đà Nẵng. Liên quan đến vụ rơi trực thăng Bell 505 xảy ra hôm 5 tháng 4, vào lúc 8 giờ sáng nay 7 tháng 4, nạn nhân thứ 5 đã được lực lượng chức năng và người nhái lặn tìm thấy ở cách xác trực thăng khoảng vài trăm mét. Tại vùng biển xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, một nguồn tin cho biết hiện lực lượng chức năng đã đưa nạn nhân về nhà tang lễ thành phố Hạ Long. Tính đến sáng 7 tháng 4, toàn bộ 5 nạn nhân trong vụ trực thăng rơi đã được tìm thấy, xác chiếc trực thăng cũng đã được trục vớt và đã tìm thấy hộp đen. Theo lực lượng chức năng, chiếc trực thăng có dấu hiệu gặp sự cố trong quá trình bay ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Phi công đã cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn nhưng không thành công. Trước đó, vào chiều ngày 5 tháng 4, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc Binh đoàn 18 gặp tai nạn thuộc khu vực biển giáp danh xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. Lực lượng chức năng đã tìm thấy hộp đen và cơ bản các phần của chiếc trực thăng Bell 505 nhãn hiệu VN8650 bị rơi ở Vịnh Hạ Long. Bước đầu nhận định, khi nhận thấy chiếc trực thăng gặp sự cố, phi công đã rất cố gắng điều khiển đưa trực thăng về khu vực an toàn. Tuy nhiên, do sự cố quá nhanh nên phi công đã không kịp xử lý. Theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, máy bay trên thực hiện chuyến bay cất cánh từ bãi đỗ Tuần Châu lúc 16 giờ 56 phút ngày 5 tháng 4 để thực hiện chuyến bay ngắm cảnh trong 10 phút ngắm Vịnh Hạ Long. Vào thời điểm kết thúc chuyến bay là 17 giờ 5 phút cùng ngày, chỉ huy bãi và chỉ huy chuyến bay không nhận được liên lạc của người lái nên đã báo cáo về sở chỉ huy của Công ty Trực thăng Miền Bắc. Vào khoảng 17 giờ 25 phút, chỉ huy bãi nhận được thông tin từ người dân tàu bay đã gặp nạn. Về thông tin điều kiện thời tiết, khí tượng khi xảy ra tai nạn, ông Hồ Minh Tấn cho biết thời điểm đó tầm nhìn đạt từ 6 đến 8 km, nhiệt độ 26 độ C, hoàn toàn phù hợp với điều kiện bay bằng mắt. Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị tiếp tục tập trung tối đa các nguồn lực thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn để tìm kiếm, trục vớt nạn nhân và tổ bay. Trình chính phủ tiến hành công tác điều tra tai nạn theo quy định của pháp luật. Theo ông Hồ Minh Tấn, trực thăng Bell 505 được nhập khẩu vào Việt Nam phục vụ nhiệm vụ quốc phòng an ninh, tìm kiếm cứu nạn bay và khai thác dịch vụ ngắm cảnh du lịch vào năm 2018. Hiện nay, Công ty Trực thăng Miền Bắc, doanh nghiệp nhà nước thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng đang khai thác hai tổ bay Bell 505, số đăng ký là VN8650 và VN8651. Trực thăng Bell 505 được trang bị hệ thống thiết bị có chức năng ghi lại hình ảnh trong buồng lái và khả năng chống va đập. Đây là thiết bị có thể hỗ trợ trong công tác điều tra nguyên nhân tai nạn. Trưa ngày 7 tháng 4, từng nhóm người lặng lẽ đứng trong con ngõ nhỏ phố Nguyễn Văn Cử, quận Long Biên, Hà Nội. Họ nhìn bảng cáo phó mới được dán lên trên ngõ rồi nén tiếng thở dài.
hai người đàn ông treo cờ tang. Bên trong gia quyến của đại tá phi công Chu Quang Minh, sinh năm 1964, kê mấy chiếc bàn nhỏ, đại gia đình tranh thủ ăn vội bữa trưa. Bữa cơm gần như không có tiếng nói, có lẽ họ sợ chỉ cần một tiếng hỏi thăm. Mọi ký ức về ông Minh ùa về sẽ không kiềm chế được cảm xúc đau thương. Bên cạnh ban thờ vong mới lập, bà Ngân, vợ phi công Chu Quang Minh đưa tay ngăn dòng nước mắt trực trào. Chỉ cuối năm nay là ông ấy về hưu. Kết hôn được 30 năm, nhưng thời gian vợ chồng ông Minh được sống bên nhau rất ít. Thậm chí ngay cả ngày lễ Tết, vợ chồng ông cũng hiếm khi được về quê cùng nhau. Mọi công việc gia đình, chăm sóc con cái gần như một tay bà Ngân lo toan, vun vén. Bà Ngân kể, có những chuyến bay đi 2-3 tháng, có chuyến đi nước ngoài cũng kéo dài tới vài tuần. Chưa bao giờ tôi thấy ông ấy có ngày nghỉ phép. Với chuyến bay cấp cứu, nhận được lệnh là 10 phút ông ấy phải có mặt luôn. Vì vậy dù được nghỉ, ông ấy cũng không dám đi đâu xa. Vợ phi công Chu Quang Minh nhớ lại, có lần gia đình về quê ở Hải Phòng, mâm cơm vừa dọn ra, ông Minh nhận lệnh bay của công ty, vội vàng bắt xe quay về Hà Nội gấp. Dù ông Minh là phi công chở khách du lịch, nhưng chính vợ chồng ông lại chưa từng được đi du lịch cùng nhau. Bà Ngân vẫn thầm nghĩ, chỉ còn mấy tháng nữa khi chồng nghỉ hưu, con cái đã lớn, lúc này vợ chồng có thời gian bên nhau nhiều hơn. Bà Ngân khóc nghẹn khi nhắc đến những dự định giản dị nhưng mãi mãi không thể thực hiện được sau chuyến bay định mệnh hôm 5 tháng 4. Nhiều khi tôi cứ bảo đi du lịch vì chúng tôi chưa từng đi du lịch ở đâu được. Tôi đã mong ước vợ chồng sau này có thể đi du lịch cho thoải mái hơn. Tối 5 tháng 4, bà Ngân đang ở bên ngoài thì nhận được điện thoại từ con gái làm cùng công ty trực thăng miền Bắc nói với bà cần phải về nhà ngay. Về tới nhà, cô con gái mới kể chuyến bay của bà mất liên lạc. Sau đó 2 giờ sáng, ảnh đại diện Facebook của cô con gái bà chuyển màu đen. Lúc này bà biết không còn chút hy vọng nào rồi. Hơn 30 năm làm nghề phi công, trong trí nhớ của bà Ngân, chồng mình chưa bao giờ có ngày nghỉ phép, nên sự việc xảy ra, bà Ngân cũng tự an ủi bản thân và các con. Đây là chuyến công tác lâu ngày của chồng mình. Trước khi xảy ra thảm họa trực thăng mang số hiệu Bell 505, mang số hiệu VN8650 thuộc sở hữu Công ty Trực thăng Miền Bắc, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam, Binh đoàn 18 Bộ Quốc phòng bị mất tín hiệu lúc 17h15 ngày 5 tháng 4 tại vị trí giáp danh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Các ngư dân đã chứng kiến khoảnh khắc được cho là kinh hoàng lần đầu tiên họ gặp trong đời. Trao đổi với báo chí, ông Vũ Văn Dân, 54 tuổi, trú tại xã Gia Luận, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng cho biết, ông và người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ trực thăng rơi khiến phi công cùng 4 hành khách gặp nạn. Chiều ngày 5 tháng 4, ông cùng các ngư dân đang làm việc thì nghe tiếng nổ chói tai. Khi chưa kịp định hình được chuyện gì, ông Dân nhận được điện thoại của con trai đang đi câu ngoài biển. Bố ơi, ngoài này có máy bay rơi. Con trai ông Dân kể lại, chiếc máy bay trực thăng lao thẳng xuống biển rồi nổ tung, các mảnh vỡ bắn khắp nơi. Một chiếc dù nổi lên trên mặt biển. Ông Dân cũng nhớ lại thời điểm khiến ông cảm thấy ám ảnh. Tôi liền hô hào các anh em khác đi xuồng ra. Chỉ 5 phút sau, tôi có mặt ở hiện trường đầu tiên. Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo phao nổi lên trên mặt biển. Gia đình ông Dân từng cứu sống nhiều nạn nhân bị tai nạn đuối nước, nên việc đầu tiên người đàn ông này nghĩ đến là tìm cách cứu sống nạn nhân. Ông Dân cũng cho biết thêm, tôi kéo nạn nhân lên nhưng nạn nhân không còn thở. Nhìn thương tích trên mặt, tôi đoán ông ấy bị va đập chứ không phải chết do ngạt nước. Tôi và các anh em khác buộc dây kéo nạn nhân vào bờ, các mảnh vỡ cũng trôi theo sau. Sau đó, ông Sơn gọi điện thông báo cho cơ quan chức năng, đồng thời cùng người dân tiếp tục quay lại tìm kiếm. Khoảng 30 phút sau, thi thể nạn nhân thứ hai được ông Sơn và các anh em khác tìm thấy, tiếp tục đưa vào bờ. Ông Sơn về nhà, lấy tàu nghề có đèn cao áp, nổ máy, khung thợ lặn và lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Đến khi thi thể phi công được tìm thấy, lúc này tàu của ông Sơn cạn dầu, ông và các thủy thủ khác mới về. Hơn 40 năm gắn với mặt biển, ông Sơn cho biết đây là vụ tai nạn kinh hoàng nhất mà ông thấy. Đến giờ, người dân địa phương vẫn xôn xao về sự cố máy bay rơi này. Ông Sơn nói, anh trai tôi nuôi thủy sản cách hiện trường khoảng 2 km, là người chứng kiến chiếc máy bay gặp sự cố trước khi rơi. Trước đó, máy bay quay 2 vòng trên núi rồi lượn ra biển, cắm đầu xuống nước. Nếu rơi trên núi chắc không còn gì. Khoảng hơn 9 giờ sáng 6 tháng 4, thông tin từ lực lượng chức năng tại hiện trường cho biết, nạn nhân thứ tư vừa được tìm thấy trong xác máy bay. Hiện lực lượng tìm kiếm đang tìm cách đưa thi thể ra ngoài. Thời điểm hiện tại, hơn 600 người đang tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, trong đó lực lượng biên phòng Quảng Ninh 46 người, biên phòng Hải Phòng 15 người, cảnh sát biển 18 người, quân chủng hải quân 38 người, trong đó có 9 thợ lặn, quân khu 3 cử 218 người, lực lượng khác 270 người. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong số 5 nạn nhân gặp nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng tại Vịnh Hạ Long vào ngày 5 tháng 4.
Vụ việc này có thể đã thảm khốc hơn với số nạn nhân không chỉ dừng lại ở con số 5. Nhưng may mắn thay, đã có tới 2 người thoát nạn bởi trước khi chuyến tham quan diễn ra, họ đã bất ngờ không tham gia. Sáng 6 tháng 4, một góc đường Tôn Đản, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng nhuộm màu tang tóc. Rất đông người dân đến nhà ông Hồ Tá Nở, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 1964, và vợ Nguyễn Thị Hát, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 1963, cùng chú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, tại số 422 Tôn Đản để chia buồn cùng gia đình. Vợ chồng ông L là nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng trên Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Ngồi bần thần trong nhà, bà Hồ Thị Phương, 72 tuổi, chị ruột ông Hồ Tá Lở cho biết, chuyến du lịch của gia đình ông L đã được lên kế hoạch từ trước. Con gái út ông L là chị Hồ Thị Thanh Hát, sinh năm 1995, và chồng đặt tour du lịch nhằm mừng sinh nhật cha mình. Bản thân bà Phương cũng được cháu Hát mời đi, nhưng do sức khỏe không tốt nên bà không tham gia được. Bà Phương kể, đoàn ra đến nơi thì cháu ngoại ông L bị đau nên hai vợ chồng chị Hát không thể lên máy bay ngắm cảnh, may mắn thoát nạn. Theo bà Phương, chiều ngày 5 tháng 4, ông L gọi điện về báo đã đến điểm du lịch an toàn, nhưng ngay trong đêm thì mất liên lạc. Bà Phương nghẹn ngào, không ai nghĩ ngày sinh nhật của em trai lại là ngày cả gia đình tử nạn. Gia đình tôi bỗng chốc mất đi cả ba người, đau đớn quá. Bà Lê Thị Ánh Tuyết, bí thư chi bộ khu dân cư 66, phường Hòa An cho hay, một nạn nhân tử vong khác là bà Phạm Thị B, tên nạn nhân viết tắt, sinh năm 1958, trú tại thành phố Đà Nẵng, là bạn của ông L. Sau khi nắm được thông tin, địa phương đã bố trí cán bộ, các hội đoàn thể đến động viên, hỗ trợ gia đình chuẩn bị lo hậu sự cho các nạn nhân. Dự kiến chiều nay, thi thể các nạn nhân sẽ được đưa về với gia đình. Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể nạn nhân trong số 5 người gặp nạn. Đến trưa ngày 6 tháng 4, các lực lượng chức năng tiếp tục huy động phương tiện, nhân lực, khẩn trương tìm kiếm nạn nhân cuối cùng còn mất tích trong vụ tai nạn máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 của Công ty Trực thăng Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Binh đoàn 18 xảy ra trên biển Hải Phòng, Quảng Ninh vào chiều ngày 5 tháng 4. Thông tin từ hiện trường cho biết, việc trục vớt xác chiếc trực thăng gặp nạn đã cơ bản hoàn tất. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy hộp đen của máy bay. Trước đó, lực lượng tìm kiếm cứu hộ cứu nạn cũng đã phát hiện và đưa thi thể thứ tư về Quảng Ninh. Trước đó, 15 thợ lặn sâu và trang thiết bị chuyên dụng tìm kiếm cả đêm ngày 5 tháng 4. Phạm vi tìm được mở rộng bán kính trên 1 km. Nhiều phương án tìm kiếm được các lực lượng của quân đội thực hiện. Hệ thống camera từ trên cao được sử dụng để tìm kiếm trên cả những đỉnh núi, không bỏ sót bất cứ vị trí nào có thể tìm được nạn nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!